Ngọc Ánh sẽ đọc một cái câu hỏi của khách hàng và Ngọc Ánh sẽ có câu trả lời trong video này các bác nha. Đây rồi. Hello cháu Ánh. Bác đang có con năm nay vào trường Đại học Thể dục Thể thao. Cháu có căn nhà nào khoảng tầm 4 tầng xây mới chỉ hơn 1 tỷ gần khu vực đó thì quay cho bác nha. Ok bác, có luôn một căn nhà như bác mong muốn, 4 tầng xây mới, sổ đỏ chính chủ, ngõ xe máy có thể quay thoải mái. Nha các bác. Mời các bác theo em vào cái dự án khám phá dự án mới nhất của bên em. Dự án 20 căn nhà xây mới hoàn toàn. Đây, ngõ trước nhà là ngõ thông đi lại. Giá chào bán căn thấp nhất hơn 1 tỷ thôi. Hơn 1 tỷ thôi các bác ạ. Sổ đỏ đầy đủ. Cụ thể giá hơn 1 tỷ đấy là bao nhiêu? 1 tỷ 450 triệu đồng. Nhà 4 tầng xây mới. Toàn bộ diện tích trên sổ đỏ là 30 mét vuông, xây mới 4 tầng và nó vẫn thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Từ vị trí căn nhà này mà bác Hải chia sẻ là muốn tìm gần với lại trường Đại học Thể dục Thể thao thì nó chỉ cách khoảng tầm 1,5 cây thôi bác nha. Mời bác theo cháu vào vị trí cụ thể của căn nhà. Và đây là căn nhà mà Ngọc Ánh muốn chia sẻ tới bác Hải cũng như là tới tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Bất động sản Nhà tốt, Nhà đất Hà Nội. Căn nhà này nhìn thực tế ở trên video các bác nha, chỉ 1 tỷ 450 triệu sự thật đấy ạ. Bởi vì có một số quý khách hàng recommend với Ngọc Ánh rằng làm gì ở cái đất Hà Nội mà có cái căn nhà giá rẻ như thế, chỉ là chém gió thôi, câu like, câu view. Nào nào nào, không câu like, không câu view. Sự thật là đây. Mọi người theo em vào review cụ thể chi tiết căn nhà này. Với dự án toàn bộ của khu vực này, nó có 20 căn các bác nha. Và 20 căn nhà này vừa mới vào hoàn thiện đã bán 16 căn trên 20 căn, chỉ còn lại duy nhất 4 căn thôi mọi người ạ. Từ vị trí này mà cách với lại trung tâm của Hà Đông thì nó cũng rất là gần. Nó chỉ khoảng tầm 6 cây thôi, đi lại vô cùng thuận tiện. Cụ thể thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Căn nhà này 30m quý vị nha. Mời người theo em vào khám phá cụ thể căn nhà. Với căn nhà này, phần mặt tiền của ngôi nhà đã được hoàn thiện đầy đủ. Cửa chính của ngôi nhà đây, được thiết kế hai lớp cửa rất là chắc chắn, rất là an toàn. Bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện màu trắng và bên trong là cửa nhôm kính nha, bên trong là cửa gỗ kính nha quý vị. Đây, căn nhà này hoàn thiện như thế nào, tại sao giá lại rẻ như vậy, đó là một câu trả lời, một câu hỏi rất nhiều bác đang là tham khảo đúng không ạ. Bởi vì thực tế luôn Ngọc Ánh sẽ chia sẻ vì sao căn nhà này nó rẻ nha các bác. Thứ nhất là chủ đầu tư xây dựng đồng bộ 20 căn thì cái chi phí nó giảm xuống. Thứ hai, vị trí căn nhà nó không quá xuất sắc các bác nha. Không quá xuất sắc bởi vì sao ạ? Nó không quá gần trung tâm, nó cũng không phải là ô tô vào nhà, nó cũng không phải đường to ngõ rộng cho lắm. Nói tóm lại, như Ngọc Ánh quay ở ngay phần đầu video, cái ngõ trước nhà đây là xe máy có thể quay thoải mái, còn đi ra cái đường ô tô tránh nhau được thì nó phải tầm 30m các bác nha. Và đây chính là phần phòng khách của ngôi nhà. Với phần phòng khách của ngôi nhà thì đã được hoàn thiện gần như là cũng tới 98% rồi, chỉ còn một chút cái phần dọn dẹp nữa thôi là có thể về ở được ngay. Căn nhà này sổ bàn giao được luôn các bác nha. Và cái phần hoàn thiện của phòng khách thì các bác có thể nhìn thực tế đây, phần gạch lát nền này, phần sơn này, rồi là cái phần trang trí các thứ là đầy đủ hết rồi. Trần thạch cao này, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện này. Phần phòng khách chủ đầu tư lắp cho mình một chiếc quạt trần. Đó, với cái căn 1 tỷ 450 triệu đồng này thì có bác hỏi là nếu như căn nhà này vay có thể tối đa được bao nhiêu hả Ngọc Ánh? Thì căn nhà này vay tối đa được khoảng tầm 900 triệu là tối đa các bác nha. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ cho các bác, đấy là cái phần ngân hàng. Tiếp theo, đây là phần phòng bếp của ngôi nhà. Căn nhà này thì chỉ có 30m thôi. Và với 30m này các bác thấy thực tế là nhỏ, tuy nhiên thiết kế liệu có ổn hay không thì các bác cứ cố gắng theo dõi video đến cuối cùng của Ngọc Ánh nhá. Đây là phần phòng bếp của ngôi nhà, nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Toàn bộ hệ thống tủ bếp thiết kế là tủ gỗ sồi Nga mọi người nha. Đây, nhìn thực tế luôn, gỗ sồi đây. Hệ thống phụ kiện bếp đi kèm đều là chất liệu inox 304. Đây ạ. Đó. Chậu rửa, vòi rửa được thiết kế đầy đủ.
mặt bếp ốp đá granite với một cái căn nhà giá rẻ như thế này thì liệu chất lượng có ok không? Em Ánh khẳng định với các bác là chất lượng rất là ok các bác nha. Bởi vì sao ạ? 20 căn mà đã bán 16 căn rồi thì cái chất lượng chắc chắn những cái người mua trước đó người ta cũng đã phải cân nhắc, đong đếm và cũng phải tính toán để người ta mua trước rồi đúng không ạ? Chỉ còn 4 căn nữa để cho quý vị lựa chọn thôi. Cái thời điểm cận Tết cũng như là cái thời điểm mà cái căn nhà này đang vào hoàn thiện thì Ngọc Ánh không thể quay gửi tới quý khách hàng được. Bởi vì thực ra nó rất là ngổn ngang và đây mới là bắt đầu hoàn thiện xong thì em sẽ quay gửi tới ngay cho quý vị. Ngoài ra phần tầng 1 của ngôi nhà có một phòng vệ sinh. Cái phòng vệ sinh này thì nhỏ nhắn xinh xắn đáp ứng đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng. Đầy đủ hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang, đây mọi người có thể nhìn thực tế nhá. Quay rất là chi tiết cụ thể luôn. Toàn bộ hệ thống tay vịn là toàn bộ là gỗ lim từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà. Mặt bậc của bậc cầu thang toàn bộ là ốp đá đen trắng. Mọi người theo em lên tầng 2, 3 và 4 của ngôi nhà xem ngôi nhà này rẻ như thế này thiết kế liệu có ok không nhá. Và các bác ơi, trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế như sau, gồm một phòng vệ sinh, một phòng ngủ rất là rộng các bác nha. Cái căn phòng vệ sinh này rất là rộng, đây quý vị có thể nhìn thực tế luôn đây. Đó, review chắc chắn là không một ai review chi tiết cụ thể như Ngọc Ánh đâu. Nhà có sao thì nói thế. Đó, nhà chéo thì nói nhà chéo, nhà này thì về tất cả các lỗi phong thủy là không có các bác nhá. Không có những cái lỗi phong thủy đường đâm rồi là gần đình chùa miếu mạo là không có nhá. Quan trọng nhất là với cái tầm tiền này thì quý vị nào cũng mong muốn là mua nhà phải sổ đỏ bàn giao ngay thì căn nhà này đáp ứng cái điều đấy đầu tiên cho quý vị khách hàng. Đây, phòng ngủ rất là rộng, cửa sổ thông thoáng với hướng ra phía bên ngoài. Căn nhà này được Ngọc Ánh chia sẻ ngày hôm nay và cũng chia sẻ với quý vị luôn là cái căn nhà này hiện tại so với tầm giá bất động sản của quận Hà Đông thì căn nhà này đang là giá chào bán thấp nhất của quận quý vị nha. Nếu như nằm trong cái lĩnh vực quận Hà Đông, thành phố Hà Nội thì căn nhà này 1 tỷ 450 triệu giá hiện tại đang là thấp nhất với một căn nhà xây mới 4 tầng sổ đỏ đầy đủ các bác nha. Đó, đó, toàn bộ phải cái phần gạch lát nền đều được thiết kế đầy đủ này, hồ sơ điện, hồ sơ nước này, ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa này. Nói chung là cái căn phòng ngủ này rất là hợp lý các bác ạ. Đó, rất là rộng nha, mỗi tầng một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Và cửa thông phòng của đây, của cái căn phòng ngủ này là thiết kế cửa gỗ. Trên phía tầng 3 của ngôi nhà thiết kế như thế nào, mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên phía tầng 3 của ngôi nhà. Và cái phần tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2 thôi. Cũng một phòng ngủ và một phòng vệ sinh như vậy. Trên phía tầng 3 của lên phía tầng 3 của ngôi nhà đã có hai phòng ngủ rất là rộng rồi nha quý vị. Đáp ứng cái nhu cầu sử dụng cho một hộ gia đình. Này. Cái dự án này 16 căn đã bán thì đã có mấy nhà về ở rồi nha các bác. Cho nên các bác hoàn toàn yên tâm về cái dự án nhà này. Đó, phòng ngủ đây khá là rộng. Đó, cửa thông phòng, nhà vệ sinh. Phòng ngủ rất là vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất ở phía bên trong các bác nha. Đây là phía tầng 3 rồi. Tất cả phòng vệ sinh thì có đáp ứng đầy đủ cái công năng sử dụng trong cái phòng đấy của cái tầng 2, 3 đấy. Và cái tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như thế nào, mời quý vị đừng rời mắt khỏi video. Và với tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà ở đây thì quý vị có thể nhìn giúp Ngọc Ánh có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Này, tay vịn cầu thang đây, từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4 đây các bác nha. Và tầng 4 của ngôi nhà thiết kế như thế nào, mời người theo em và phía bên trong căn phòng. Với căn tầng 4 của ngôi nhà thì ở đây chủ đầu tư có thiết kế một cái phòng riêng. Quý vị có thể thiết kế là phòng thờ hoặc có thể, cái này là tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình các bác nha. Tuy nhiên thì nếu như tính tổng cái phòng riêng của ngôi nhà này là có tổng 3 phòng riêng, phòng khách, phòng thờ và phần còn lại cuối cùng đó là sân phơi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Đây các bác có thể nhìn thực tế này. Nhỏ nhắn thôi nhưng mà đáp ứng đầy đủ cái công năng, giá thì hợp lý.
cũng gần xung quanh, đầy đủ những cái tiện ích xung quanh trường mầm non, tiểu học, chợ, búa, rồi là siêu thị, trung tâm thương mại. Nói chung từ căn nhà này khá là hợp lý mà các bác ạ. Giá rẻ thì chấp nhận đi xa. Chứ còn nhiều các bác cứ bảo là anh cũng mong muốn là cái tầm tiền này ở gần trung tâm thì thực sự là không có đâu ạ. Cái này nó được gọi, nó vẫn thuộc quận Hà Đông nhưng mà nó vẫn gọi là vùng ven Hà Nội các bác nha. Vậy thì Ngọc Ánh xin nhắc lại tới quý vị khách hàng với cái căn nhà này. Giá 1 tỷ 450 triệu đồng, giá hiện tại đang ở trên video mà em gửi tới tay khách hàng là giá của chủ đầu tư đưa tới tay quý vị. Đã có đầy đủ sổ đỏ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với bác nào có nhu cầu. Mọi người muốn biết thêm thông tin cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này, vui lòng gọi điện ngay cho em Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình nha. 0953013403 hoặc 0888041414. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em và đăng ký kênh để có thể là những cái quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt nha. Sắp tới đây Ngọc Ánh sẽ cố gắng review lên rất là nhiều nhà, rất là nhiều cái vị trí bất động sản để quý vị có thể quan tâm được nhiều hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.